Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Yobo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một series nói về chế độ dinh dưỡng dành cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sau sinh. Trong series này chúng ta sẽ cùng nhau nói đến các cái chế độ dinh dưỡng cho từng thời kỳ, cho mẹ bầu này mang thai 3 tháng, tháng thứ 4, tháng thứ 5, tháng thứ 6, 3 tháng cuối của thai kỳ. Đồng thời Anna cũng sẽ chia sẻ với các chị em phụ nữ trong cái hành trình hạnh phúc này của mình những cái thực phẩm nên và không nên sử dụng trong quá trình thai kỳ của mình. Sau đó chúng ta sẽ chuyển đến một cái nhóm tiếp theo, đó là sau khi các bạn đã sinh em bé xong thì chúng ta sẽ cần phải làm gì để có thể có một sức khỏe như mong muốn này, để vòng 1 săn chắc, vòng 2 săn chắc và có một cái cơ thể thon gọn, lấy lại vóc dáng như là thời con gái, thậm chí còn có thể đẹp hơn cả thời con gái. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với series nhé.